Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hitman Last Money Reversal là tựa game mobile thuộc thể loại hành động lén lút, sẽ được phát hành bởi Pharaoh Interactive. Được biết đây là sản phẩm được tái tạo từ phiên bản gốc Hitman Last Money, được phát hành vào năm 2006 bởi IO Interactive. Trong game, người chơi sẽ vào vai sát thủ Agent 47, một nhân vật đặc biệt và bí ẩn được tạo ra thông qua công nghệ di truyền. Tại đây, bạn sẽ được tham gia thực hiện các nhiệm vụ ám sát trên khắp thế giới nhằm tiêu diệt các mục tiêu quan trọng được đề ra. Trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ, bạn sẽ được nhiều loại môi trường khác nhau để thực hiện hành động ám sát. Lối chơi của game đề cao sự tự do và linh hoạt khi mà các nhiệm vụ đều có thể thực hiện nhiệm vụ theo nhiều cách khác nhau. Nó khuyến khích game thủ nên tìm hiểu môi trường xung quanh, thu thập thông tin và lập kế hoạch chi tiết trước khi ám sát. Mỗi một nhiệm vụ đều sẽ cho bạn nhiều sự lựa chọn khác nhau để có thể tiếp cận mục tiêu và rồi thực hiện hành động ám sát. Người chơi có thể lựa chọn giả mạo nhân viên, sử dụng vũ khí tầm gần rồi tiến gần đến thực hiện trong một đòn nhanh gọn và lẹ, hay thậm chí tạo dựng ra những loại tai nạn không rõ nguyên nhân để hoàn thành nhiệm vụ ám sát mà không để lộ bản thân. Đồng thời các nhiệm vụ cũng mang đến những tình huống thách thức và đòi hỏi sự tinh tế nhạy bén để vượt qua những trở ngại. Và còn một điểm đặc biệt của Hitman Last Money, đó là hệ thống Notoriety and Hit, độ nổi tiếng và độ nóng của nhân vật. Nếu tạo ra quá nhiều tiếng ồn hoặc để lộ quá nhiều thông tin, 47 sẽ trở nên nổi tiếng và bị tăng độ nóng của cảnh sát và kẻ thù. Điều này tạo ra một yếu tố thách thức khi bạn phải quản lý mức độ nổi tiếng và độ nóng của mình để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Reversal có thể được xem là phiên bản nâng cấp của Hitman Last Money, khi mà người chơi sẽ có thể tận hưởng một loạt cải tiến. Chúng bao gồm là Instant Mode, bản đồ nhỏ và nhiều cải tiến về phần lối chơi, được lấy cảm hứng từ các phần sau này của Hitman. Game dự kiến sẽ được ra mắt trên nền tảng mobile cho Android iOS trong mùa thu, và sau đó là Nintendo Switch vào mùa đông. Các điểm đặc sắc của game: nhập vai một sát thủ và thực hiện các nhiệm vụ ám sát. Từng nhiệm vụ sẽ có không gian môi trường riêng biệt. Mỗi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành bằng nhiều cách. Các nhiệm vụ đều có tình huống thử thách khả năng xử lý. Được xem là bản nâng cấp của Hitman Last Money. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá.